Mình sẽ bảo con chim này sẽ gáy nha. Gáy đi. Đấy đi. Đây là con chim rất thuần. Đó. Bạn đây thì thấy là chúng rất là thuần. Một sáu ba năm ba không năm chín tám hai. Bên mình là cơ sở cung cấp chim giống. Chim trống hàng ấp nhưng mà mình bảo vẫn bảo gáy được. Chim rất là thuần.
Đang ấp hai quả sắp lở, hai nữa, ba nữa.